Đó là anh em chiếc xe Smart nha anh em, Su Smart nha. Đó, chiếc xe Suzuki nha. Anh em nào cần món đồ nào thì cứ việc alo mình nha. Máy móc thì còn zin im nha anh em, máy im cực kỳ nha. Còn lặt vặt nói chung là xe này thì bán cho anh em đồ món thì giá cả thì bao rẻ cho anh em luôn nha anh em. Bán anh em là như là giá phế liệu nha anh em. Anh em cần món nào thì cứ việc alo mình nha. Đó, hàng bao đẻ bao zin cho anh em luôn. Máy êm, bô đẹp, nói chung là giá phế liệu cho anh em nào tặng thì cứ việc alo mình. Thì nó là Su Smart nha nè, Su Smart gì đó, nói chung là cái giấy bản số đẹp luôn nha anh em, 7475 đó, Suzuki 7475 đó. Anh em nào mua cho sườn lốp giấy thì bán cho anh em sườn lốp giấy nha. Rồi sườn lốp giấy này bán cho anh em với giá là 600.000 nha anh em, sườn lốp giấy 600.000 quá rẻ luôn nha anh em. Su Smart giấy zin nha anh em, giấy zin đó, NV lò dốc nha anh em, lò dốc. Rồi để giờ mình quay chi tiết cho anh em nha. Trước tiên thì mình bán cho anh em là cái bô đi nha, cái bô nó thì cái thân này là còn nguyên nha anh em, không bị gì hết nha. Cái cổ thì nó hơi bị xét nha, cổ hơi bị xét thì nói chung là gần mình bán cho anh em thì cái giá bao rẻ luôn. Thì cái bô này bán cho anh em với giá là 250.000 đó, bán cho anh em với giá là 250.000. Về anh em làm gì làm nha, 250.000. Về anh em muốn chế qua xe khác thì anh em cắt cái cổ, cắt cái cổ này nè, mình hàn cái cổ cũng như mình muốn gắn vô Honda thì mình lấy cổ Honda mình chế vô, muốn gắn vô Sigurd thì mình cắt cái cổ mình chế vô Sigurd nha anh em. Đó, bán cho anh em cái bô 250.000, cái phuộc sao xì rồi nha anh em, bỏ nha, không mình không bán. Rồi cái gác chân, cái gác chân này bán cho anh em với giá là 100.000 nha. Đó là hai cái luôn, cái bên đây với cái bên kia, cái bách nhôm nè, hai bên 100.000. Còn cái gấp, cái gấp này thì bán cho anh em với giá là 150.000 nha anh em. Đó, bán đồ phế liệu luôn nha anh em, bao rẻ cho anh em. Gấp này gấp zin của nó luôn nha. Nói chung là xe này thì mình cũng không biết là gắn dừa cho xe nào, thì anh em cứ việc coi xe mình nhắm dừa thì anh em cứ việc mua nha. Tại vì mình cũng ít có xài hàng Su, bởi vậy mình cũng không biết nó gắn dừa đời nào thì anh em cứ việc như gắn được Suiwa hay là Su Smart gì đó, anh em cứ việc mua về gắn nha. Còn hỏi mình cũng thua luôn, mình không biết được luôn. Đây mình ít có bán mấy dòng xe này bởi vậy mình không có gần nha. Rồi bán cho anh em cặp bánh luôn, cặp bánh vỏ nè, vỏ còn mới can luôn, vỏ trước vỏ sau mới can, niền không một lũng nha anh em, đùm của Su đó. Giờ thì cái bộ này là có vỏ nè, niền câm nè, má nè, đầy đủ. Đó, bánh sau thì không một lũng nha anh em, niền không một lũng nha, niền nó là niền kim khí đây, đây niền kim khí 1.6, má đùm của Su nha anh em. Rồi bánh sau thì vỏ ruột đầy đủ nha. Đây cái bách nhôm ở bên kia nè nha anh em, 100.000 là cặp nha. Rồi tới cái bánh trước, bánh trước thì cũng không một lũng gì nha anh em, câm thì hơi xét, âm thì hệ xét, đùm thì đùm zin nha anh em, đùm nó là không có km nè. Thì anh em nào giờ xài nó chung chế cháo gì gắn vô xe được nào được thì anh em cứ việc mua về gắn nha. Còn cái vỏ thì còn đẹp luôn nè, vỏ còn dày cui luôn. Đó, vỏ này người ta cũng như người ta mới thay hay gì nè nha anh em. Đó, đĩa luôn. Cái đĩa nè, đĩa zin của nó luôn nè. Đó, đĩa zin nó. Rồi cặp bánh này bán cho anh em có giá bèo luôn, giá rẻ bèo luôn. 500.000 nha anh em, trước sau vỏ ruột đầy đủ chỉ có 500.000 thôi nha anh em. Rồi tới cái phuộc nó thì nó hình thù nó là dày nha anh em, đây bát bọng nó là dày nè. Thì anh em nào coi gắn vô được xe nào thì cứ việc về mua nha, hỏi mình cũng thua luôn. Rồi cái phuộc này bán cho anh em với giá là 200.000, quá rẻ luôn. Con heo này thì mình chỉ còn con heo dưới với cọng dây thôi, còn tay trên nó bị xì rồi, thì mình bán cho anh em với giá thì cũng 200.000 luôn. Đó, 200.000 thì mình gồm là một con heo dưới nè, một cọng dây, một con heo trên,
ở trên thì nó xì, giờ anh em cứ việc thay cái cốt ben là xài thôi nha. Đó, anh em nào mua thì cứ việc về thay cốt ben xài thôi. Bánh 500, cuột 200, heo trên tay dưới bán cho anh em 200.000 luôn. Rồi tới cái phần chó đèn nè, chó đèn nè, chó đèn hai bóng nha anh em. Đây, dạ quá không thấy. Đó, cái chó đèn nó là hai bóng nè anh em. Rồi cái chó đèn này bán cho anh em với giá 100.000 nha, có hai bóng đèn luôn, 100.000. Còn cái đồng hồ này chắc cũng hư luôn, mình cũng không biết nữa. Thì anh em nào mua mình bán rẻ cho anh em 50.000 nè, muốn làm gì làm. Đó, còn ghi đông tay sách gì anh em nào mua đi rồi mình tặng cho anh em kèm theo luôn, quá rẻ luôn. Còn riêng cái máy là máy này là máy Thái nha anh em, Suzuki nè, máy Thái nè, chủ đề còn đầy đủ nè, bình xăng thì người ta gắn bình xăng cũng không đa rồi. Thì bây giờ mình bán cho anh em là gồm cục máy nè, nó có cần số dò đạp, nói chung là cục máy nó có củ đề rồi đầy đủ. Máy này im nha anh em, để xong mình đạp cho anh em, bán cho anh em với giá là 1.000.000 nè. Giờ anh em kéo đồ làm gì đó làm. Đó, bán cho anh em 1.000.000 nha. Lấy bình xăng luôn cũng được, boe nè. Gót hết luôn cho anh em luôn. Nói chung rẻ. Máy im ngu luôn. Máy còn sạch nè, im ngu à. Lóc bọng nè. Chung anh em nào mua mấy cái món này thì mình bán cho anh em hết luôn nè, như mua cục máy mình cho anh em dò đạp nè, cần số, bình xăng, boe gì nè, mình cho hết luôn, mình cũng lấy lại làm gì. Đó, thì đó, 1.000.000 nha anh em. Rồi để mình nổ máy cho anh em nghe thôi. Bao cho anh em là còn đẹp ngon hết, chỉ có cái là vũ sinh cam nha. Giờ anh em nào muốn xài im nữa thì tăng sinh cam lên. Rồi mình bán cho anh em cái máy này chỉ 1.000.000 thôi nha anh em, 1.000.000. Giờ anh em nào mà có mấy chiếc xu mà tàn tàn, anh em mua cục máy này về để vô là chạy ok luôn nha. Rồi cục máy 1.000.000 nha anh em. Cái yên xu này nha anh em, yên xu thùng đồ bán cho anh em 100.000 thôi, bao rẻ luôn, nhiều phế liệu luôn. Thùng xăng thì anh em cứ việc coi coi vừa theo mình thì anh em mua nha, bán cho anh em 100.000 luôn, quá rẻ. Thùng xăng nè, thì nói chung là anh em cứ việc coi coi cái món nào mà vừa vô xe mình á thì mua, bán cho anh em rẻ luôn, 100.000. cái cản hả, cản 50.000 luôn đó. Thùng xăng, cái yên là gồm cái yên với cái thùng đồ luôn nha anh em, khoảng 100.000 thôi. Rồi cái phần lặt vặt thì mình cũng báo cho anh em rồi, còn cái phần bộ dây sườn lắp giấy á, cái phần sườn lắp giấy nếu mà anh em nào mua nguyên cục máy á thì mình không có bán sườn lắp giấy này nè, nếu mà mua nguyên cục máy thì mình bỏ sườn lắp giấy luôn. Còn anh em nào mua cái sườn thì mình bán cho anh em với giá cái sườn xe này, khoảng sườn dưới chấn 3 bán cho anh em với giá là 400.000 nha, sườn chấn 3 400.000. còn giấy nè cho anh em luôn, giấy với bản số cho anh em luôn. Đó, 7475 nè, cho anh em luôn. Còn cái máy mình bán nguyên cục luôn nha, bán nguyên cục cho anh em 1.000.000. Rồi video mình cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần mô tả đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.